Rồi tôi chỉ xin chào cả nhà nha. Bữa nay mình theo anh Võ Tòng nè, anh đi xịt cái tôm gì để thả ao nha cả nhà. Thì ao mùa này thì nuôi tôm bột thì nó không có được, cũng như nuôi tôm giò thì nó hơi kiếm ăn được cả nhà. Ao thì nó cũng có hơi nhỏ nhưng mà mình nuôi tôm bột thì nó không được, mà nuôi tôm giò thì nó chừng tháng mấy là mình ăn à, tháng rưỡi là mình có ăn nha cả nhà. Rồi mình theo anh Võ Tòng nè. Đụng lên cúm luôn cả nhà. Đụng cúm. Cúm bự quá. Rồi cúm rồi nha. Cúm chà bá luôn. Có tôm không? Tôm quá trời luôn. Xuống xuống nhỏ nhỏ thôi cái này. Nè xuống rồi coi nhà, thấy nhỏ nhỏ. Để từ từ. Đó. Quá trời luôn. Quá trời cái nha. Đó. Ồ, xuống nè. Nè, quá trời luôn thấy không? Còn nữa nè. Mình quăng chút xíu rồi. Thả ao ngon lắm cả nhà. Đó. Lượn lượn. Trong kia mới xuống mới lớn. Còn đây ngoài trạng này xuống nhỏ nhỏ thôi. Và này thả ao là hết sảy rồi. Bùa này không có bùa quịch đâu. Bùa quịch tí tí không. Bùa tuốt trong đó nha cả nhà. Đó có tôm bự. Con bự cái gì vậy? Tôm này thịt về không sao nha cái nhà. Nó điện này nó nhấp nhả chứ không phải như điện khiết như nước ngọt nha cả nhà. Điện này nhiên liệu à, nó không có giật mạnh nha. Ồ, đã quá trời. Quá trời ngon luôn. Nè cả nhà. Đó. Nè mình để giò ra luôn, không có phui nè. Không phui gì hết cả nhà. Giật tơi 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 tí xíu rồi. Này là nói chung là mình giật mình ấy kiếm tôm này là diền thả này cả nhà. Đây. Chị đưa cho mượn cái túi. Coi nè, đã không? Ồ ồ. Thiệt là mê luôn á. Nè bỏ vô bỏ vô. Đó, tôm thứ này nè cả nhà. Mình nuôi á là khoảng chừng một tháng tháng mấy là mình vô à, giòn giòn cái này còn ghê không? Ngon ghê cả nhà. Này tôm sú không à? Bỏ vô đậy chạy nó gì nhà lửa chứ biết đâu. Hốt bả này ra. Nước ngập tới rồi. Đó, này cả nhà đeo cái vô cái cổ luôn à. Bông còn nó bún rồi, lượng còn có. Nè. Rồi. Nó bông bông quá trời luôn à. Bông bông quá trời luôn. Mời không? Tưng tưng thích chạy đâu trên. Đã lắm cả nhà. Tôm này thích. Luôn mà. Đây đây con đây. Chạy. Đâu. Chạy luôn rồi. Rồi đưa cái máy vô con giật lên. Rồi, chui lỗ rồi. Mời luôn. Đã luôn cả nhà. Mình xuống là trong cái đùng nó ra nha cả nhà. Đùng đây nè. Quá. Được mớ tôm nè. Tôm nhỏ nhỏ này nha cả nhà. Thả ao là ok. Con này chắc cũng được hàng mấy ha. Ăn hàng mấy. Được mớ tôm hả cả nhà. Đó, tôm này. Tôm này nuôi mình nhà mình nuôi tháng mấy luôn á. Đó. Tôm này nuôi tháng mấy mà được gì nè cả nhà. Chứ không có thứ này thôi, không ăn rớt thôi. Cái nhà. Thứ này nè.
cho nó mình rộng cho sóc lặn mình về mình thả nè. Nè. Xong. Chịu ngập má. Tôi nó lượn chuyện dần mấy nhà ơi. Vô con nào. Dễ vậy, quặng chút nữa rồi. Đâu rồi, đó, nó bự. Rồi, con bự không. Con quay bự nè. Chưa đâu. Ừ. Chưa yếu đâu. Phải yếu mà. Vô tôm, chầm dặn luôn. Con này bự nè. Nó sàn sàn đây nè chứ. Con bự hả? Vậy chứ cũng khó ăn lắm như thế này. Quặng riết chứ cũng mới bắt được đó. Rồi một tụng rồi. Quá trời. Nó mấy con bự bự nữa nó lượn nó. Từ từ nó ăn được nó. Đâu phải mới ăn hết được. Rồi đó nó lượn lên đó. Đâu cũng không có cái này bự quá hả? Chạy rồi. Đó nó vô trong đây nè. Cái cây đó lục cái lên đi. Nó vô trong chỗ này đó. Đó. Đó, chân. Ủa. Không. Ít trời ơi. Đó, đó. Ồ. Con bự. Ít trời. Chết rồi. Rồi, con nè. Bồng quá đã luôn đây à. Nè. Dạ, thấy con không? Khủng khiếp. Rồi, nó nhảy ra sau lưng con không? Thì cái nha. Mới rồi, nó quất không phát nè. Để này xích đó. Ôi rồi, con nè. Ôi, nó đã. Ừ, hết rồi. Nè, hãy ghim nữa cả nhà. Nè, đổ đại vô luôn chi. Đổ đại vô đi, còn vô lửa rồi nữa. Giờ mình không có lửa nha, đổ đại vô. Ôi, nó đá. Mới không? Đây là lần chút con bắt được nó. Mấy con bự này khôn lắm nha. Nè. Rồi. Cắt dặn cái này. Rồi, bắt em lại đó luôn. Không, để thôi. Nè. Đi lên đó. Bắt hai con bự rồi đó. Đó, đắng nha cái nha. Ngon quá vậy ta. Đó, có tôm bự luôn đó. Cái gì vậy? Chú gì vậy? Chú bự văng. Đó. Lòn ra qua luôn rồi. Trời ơi, chú văng luôn. Còn lần mấy bự thôi. Đó. Lần bao nhiêu đây nè. Quá đã không? Giờ cũng cho mấy con bự luôn. Khỏi lụm luôn. Ngập luôn rồi. Đại đi tranh thủ đi. Nước ngập tới rồi cả nhà. Mình lại trễ quá cả nhà. Đúng quá. Đây. Chụp được mới nữa. Mình nha. Nãy là mình. Cái này cái là của mình nha cả nhà. Mình đầu nữa. Nãy là có vỏ tàu thịt. Rồi được mấy con tôm to quá. Đã không cả nhà?
để cho nó nằm càng càng lên. Rồi. Đó. Còn sót bỏ ba lầy ra. Nó cũng nằm liên tục rồi. Đó. Dần hốt cho nó vô. Cho vô. Là thịt tiếp nha. Rồi. Con bự bự thôi. Rồi. Để nó vô đi. Bỏ vô. Lớn mạnh bầu từ cỡ đó cả nhà, nước cạn thôi biết nhiều nói. Cái này mà gió thông mà xịt sớm là kiếm bị vài trăm con này phải rùa. Đá ghê. Là xịt sớm một chút xíu là kiếm ngon lắm. Cả nhà thấy không? Còn vậy hỏi sao mà mới bỏ được. Cái này là mình xịt mình đâu có ăn đâu, về nuôi lại nha. Bởi vậy rộng vậy nè. Đó rồi, lớn rồi, chắc hậu về hâm mấy trứng hồi lồi nữa cả nhà. Ồ nè. Ồ, đã ghê cả nhà. Quá phơi. Tôm không á. Ồ, banh ra, banh ra, thấy nữa không? Thấy. Đấy. Đem gò nè, đem gò nè. Gò cái đi. Ồ, ồ. Nè. Nè, thấy không? Ừ, nó đá rồi. Đâu được mấy con tôm để tra đâu. Bự bự. Mấy con tôm bán cũng được luôn rồi, cả nhà bán được rồi mà thôi thả luôn cho nó bự luôn. Lại lỡ bự cho bự luôn. Luôn rồi. Đó. Hồi giờ mình xổ tiếng hồi nó to hết. Ủa. Rồi, rồi. Bắt đầu giờ lên thăm mấy hang cò lòi nữa cái mình về nha cả nhà. Hang cua dưới đây nè mà đưa lên nè cả nhà. Cái nước nè, mà nè. Đụng nó rồi cả nhà. Cô trong bữa cả nhà. Cha. Con lý nha. Đây. Trời ơi. Cốm luôn nha. Cốm luôn à. Đi thăm hồi lậu làm được con cua. Ngon quá. Cua ghê. Nghe lạng rồi cốm. Đã thiệt. Có lý. Ống người này không phải có, cái này không lẽ không có ta. Vâng, lâu rồi có ngắt thì sao nó không lên cái nhà. Có ngắt nè, ngắt nó không lên. Đây, lại hâm thêm ống nữa cả nhà. Đây là cả nhà. Hình như hai con gì nè cả nhà. Hai con. Hai con nữa. Ba ống, bốn con. Bắt trứng. Đây là một trứng cho cả nhà xem. Hai con thành dân luôn cả nhà ơi. Lâu đây thì mời chứ. Con cua đây hay gì nữa nè. Con dưới à. Mình đỏ. Ơi, ba ống bốn con được con cua nữa, ngon quá rồi. Đủ ăn rồi. Đây, cua
của mình với vợ Tòng. Hồi sáng vợ Tòng xịt được mới tôm đây cả nhà. Khá là nhiều nha. Đó. Ừ. Ừ. Tôm bự bự không cả nhà. Được từ chín. Đây không có thấy rõ nha cả nhà. Nhưng sao cái này mình phải rộng về cho rộng chứ nhiều coi chứ. Bỏ ra ngoài nó chết hết. Ủa. Cái này mình đó, chưa được bốn phần lầu rồi cả nhà. Bào luôn, bào luôn, cua bắt tay luôn. Rồi thôi mình xin kết thúc video đây nha cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà nha. Nó tạm cười xong rồi quay quay trặc lắc thôi, nó tạm cười.